Ẩm thực miền quê xin chúc các bạn một ngày mới an lành với sức khỏe tốt. Và hôm nay thì mình chia sẻ món ăn dân dã của người dân Việt Nam chúng ta, nó là chuối ốc đậu thịt ba chỉ. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Và mình mời các bạn cùng vào bếp với mình. Đây các bạn, để làm món ăn này rất là dân dã nhé. Các bạn cần chuẩn bị cho mình nửa cân ốc và 6 quả chuối ạ. 2 bìa đậu nhé. Ít thịt ba chỉ, hành, hành mùi nó tía tô, nó lốt, ớt các bạn nhé, thì lại các loại rau thơm mình cho vào phù hợp ạ. Ốc mình đã ngâm và mình đã rửa nhiều nước bằng nước vo gạo rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ rửa cái phần ốc của mình lên, mình luộc cái phần ốc này lên nhé. Luộc ốc để mình khô cái phần ốc của mình, cái luộc ốc nhé. Một ít muối ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ luộc phần ốc lên. Chuối các bạn sẽ cho muối vào nhé, để mình thái cái phần chuối ra, gọt chuối ra để cho khỏi cái nhựa ạ. Và một ít giấm nữa nhé các bạn nhé. Giấm hoặc chanh sẽ làm cho nhựa chuối sẽ không còn ạ. Chỗ đây các bạn sẽ cắt cái phần chuối đi cho mình. Mình trồng nước muối này. Khi chuối xong nhé, các bạn sẽ thái phần chuối ra cho mình. Và mình cũng ngâm trong nước này nhé. Lúc nào mình nấu thì mình vớt ra, thái ra, để cho cái phần nhựa của chuối nó sẽ ra nước muối và giấm này, để làm cho chuối trắng, đỡ chát nhé. Khi đã luộc chín rồi các bạn nhé, sẽ vớt ra để mình đem đi mình khêu ạ. Để các bạn sẽ khêu cái phần ốc ra cho mình nhé. Bỏ cái phần đuôi này. Đã xong rồi, bây giờ các bạn sẽ ướp gia vị cho mình nhé. Mình rửa lại đi các bạn ạ, cho nó sạch ạ. Và các bạn cho mình vào đây thìa muối nhé, canh nhé, để cho khi ốc thì nó phải rất là nhạt, nên là chúng ta sẽ phải cho các bạn cho mình vào đây một ít tương nhé. Các bạn có thể dùng tương hột như thế này, hoặc là các bạn có thể dùng nước tương bình thường. Ốc thì chúng ta nên cho một chút đường nhé. Một chút bột nghệ các bạn nhé, hoặc nghệ tươi tùy theo nhé, để cho nó có màu ạ, vàng nhé. Các bạn trộn đều lên và mình ướp một lúc nhé, khoảng độ 20 phút. Đậu các bạn sẽ thái ra để mình đem đi mình rán các con la nhé. Thịt ba chỉ các bạn sẽ thái ra cho mình. Mình dùng thịt ba chỉ này, chỗ này là mạc chỉn. Các bạn cho mình chảo dầu lên bếp và mình sẽ rán phần đậu lên nhé. Đây các bạn, đậu mình chỉ cần rán vàng như thế này là được rồi nhé. Mình sẽ cho ra ngoài đậu ạ. Đảo thêm phần thịt ba chỉ đi. Đậu gấp ra ngoài nhé. Mình bảo cho thịt ba chỉ nó vàng lên. Các bạn cho mình cái nồi nước lên bếp và mình sẽ cho chuối vào để mình luộc qua cái phần chuối này lên nhé. Và mình cho vào đây một ít muối nữa. Đây các bạn, nồi chuối khi đã sôi rồi nhé, các bạn sẽ rửa, vớt ra rửa lại. Cái bước này rất là quan trọng để cho chuối ăn không bị chát mà lại trắng chuối các bạn nhé. Đấy, nó rất là đục cái cái nước này. Đây các bạn, thịt mình đã đảo ra mỡ như thế này rồi các bạn nhé.
Bây giờ mình sẽ cho phần hành vào đây. Phi cái phần hành cho thơm lên nhé. Khi hành thơm, các bạn sẽ cho phần ốc vào để mình xào nhé. Mình đã ướp ốc rồi đấy ạ. Xào hơn thì thơm này. Mình xào khi ốc đã săn lại rồi, các bạn sẽ cho lớp phần ớt vào cho mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho một cái khoang sang để mình sẽ cho cái phần ốc này vào đây. Nước các bạn sẽ cho vào cho mình để mình lấy cái phần chảo. Cho thêm nước vào để mình đun lên. Mình cho lượng nước vừa phải để đủ cái phần canh để mình ăn các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cho chuối vào. Chuối và đậu các bạn sẽ cho vào trong đây nhé. Mình sẽ nấu để cho khi nào cái chuối các bạn chín hoặc là các bạn muốn ăn nát nữa thì chúng ta sẽ cho chuối nát ra cũng được. Đây là tùy theo nhé. Vậy đi nha. Các bạn cho thêm ít muối vào ạ, vì trong chuối chưa có gì nhé. Hạt lên bột ngọt thì tùy theo sở thích gia đình là chúng ta. Đây các bạn, khi mình nấu nhé, cái phần chuối này rất là mềm rồi. Các bạn có thể làm nát cũng được, hoặc là mình ăn thành từng miếng cũng được, là tùy theo sở thích của chúng ta nhé. Như mình thích ăn miếng như này, mình có thể gấp lên được, hoặc không có thì các bạn có thể dầm ra cho nó nát nhé. Mình cho vào đây thêm một ít nước mắm nữa ạ. Một chút hạt tiêu các bạn nhé, để cho nó thơm. Rau thơm các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Là xong cái nồi canh chuối ốc đậu thịt ba chỉ, một món ngon dân dã của người Việt Nam chúng ta. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Chúc các bạn ngon miệng ạ. Với người Việt chúng ta, khi trong ẩm thực thì món này là một trong những món ngon của dân tộc ta nhé. Cho nó bùng hạt lên. Rồi bây giờ mình múc ra bát là có thể thưởng thức được rồi đấy ạ.